Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với Volvo Car Đà Nẵng và em là Đình Hoàng, đại diện bán hàng của Volvo. Trong video này, Hoàng xin phép được cập nhật đến quý anh chị chương trình ưu đãi khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn trong tháng này tại Volvo Car. Đầu tiên, Hoàng xin phép được cập nhật chương trình ưu đãi của mẫu xe em út trong gia đình Volvo, đó chính là Volvo XC40. Volvo XC40 hiện nay đang được phân phối tại Volvo Car Đà Nẵng với 5 tùy chọn màu sắc, đó là trắng, đen, xanh, xám và bạc. Mẫu xe này hiện đang được niêm yết với mức giá là 1.790.000.000 đồng. Nếu anh chị lấy xe trong tháng này sẽ được nhận gói ưu đãi lên đến hơn 180.000.000 đồng, bao gồm giảm tiền mặt 180.000.000, gia hạn gói bảo hành từ 3 năm lên 5 năm. Ngoài ra anh chị còn được tặng thêm gói bảo dưỡng miễn phí trong vòng 3 năm trị giá hơn 40.000.000 đồng. Hiện nay mẫu xe này đang được ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị xe, do đó anh chị chỉ cần trả trước 502.000.000 đồng là có thể đưa xe về nhà. Volvo XC60 cũng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ tốt. Volvo XC60 hiện nay đang được phân phối với 2 phiên bản, đó là Volvo XC60 bản T8 Recharge có mức giá niêm yết là 2.890.000.000 và bản còn lại là Ultimate B6 có mức giá là 2.320.000.000. Cả hai mẫu xe đều đang được có chương trình ưu đãi cực kỳ tốt. Cụ thể, XC60 phiên bản Recharge sẽ được hỗ trợ giảm 290.000.000 đồng. Đối với chương trình ưu đãi của Volvo XC60 B6 đó chính là 300.000.000 đồng tiền mặt. Cả hai xe đều được tặng gói bảo dưỡng miễn phí trong vòng 3 năm và bảo hành 5 năm. Volvo XC60 cũng có khá nhiều tùy chọn màu sắc, có thể kể đến như trắng, đen, đỏ, xám, xanh và màu vàng đồng. Đối với bản XC60 B6 Ultimate sẽ có hai phong cách thiết kế, đó là sang trọng Bright, phiên bản còn lại là phiên bản Dark với thiết kế trẻ trung năng động. Để sở hữu mẫu xe này, anh chị cần chuẩn bị khoảng 705.000.000. Phần còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ vay. Nói đến Volvo, không thể không nhắc đến người anh cả của thương hiệu, đó chính là Volvo XC90. XC90 hiện nay đang được phân phối với hai tùy chọn phiên bản, đó là Volvo XC90 T8 Recharge và Volvo XC90 B6 Ultimate. Volvo XC90 hiện nay đang được phân phối với khá nhiều tùy chọn màu sắc, có thể kể đến như trắng, đen, xám, bạc, xanh và màu vàng đồng. Về phần nội thất xe thì sẽ có hai màu để anh chị lựa chọn, đó chính là màu nâu và màu vàng amber. Volvo XC90 có mức giá niêm yết là 4.650.000.000 đồng cho bản Recharge T8 và 4.050.000.000 cho phiên bản B6 Ultimate. Nếu lấy xe trong tháng này, anh chị sẽ được hỗ trợ 480.000.000 đồng đối với phiên bản B6. Còn đối với phiên bản T8 Recharge thì anh chị sẽ được hỗ trợ 230.000.000 đồng tiền mặt. Cả hai xe đều được tặng thêm gói gia hạn bảo dưỡng từ 3 năm lên 5 năm, cùng với đó là gói bảo dưỡng miễn phí trong vòng 3 năm. Volvo XC90 cũng đang được ngân hàng hỗ trợ vay vốn lên đến 80% giá trị xe, do đó anh chị chỉ cần chuẩn bị khoảng 1.2 tỷ là có thể đưa xe về nhà. Mẫu xe sedan duy nhất trong gia đình Volvo hiện nay, Volvo X90. Volvo X90 hiện đang có mức giá niêm yết là 2.320.000.000. Mẫu xe này hiện đang có mức giá ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Cụ thể, nếu anh chị lấy xe trong tháng này, anh chị sẽ được hỗ trợ giảm 300.000.000 đồng. Cùng với đó là gói bảo dưỡng miễn phí toàn bộ xe trong vòng 3 năm, tương đương với hơn 40.000.000 đồng. Và gói gia hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm. Volvo X90 hiện nay đang được phân phối với 4 tùy chọn màu nội thất, đó chính là màu trắng, đen, xám và màu bạc. Để sở hữu mẫu xe này, anh chị cần chuẩn bị khoảng 705.000.000 là có thể đưa xe về nhà. Ngoài ra, Volvo cũng có một mẫu xe cực kỳ đặc biệt với phong cách thiết kế wagon, có thể xem đây là một trong những chiếc xe duy nhất tại thị trường Việt Nam, đó chính là Volvo V60 Cross Country. Mẫu xe này hiện đang được phân phối với rất nhiều tùy chọn màu sắc như trắng, đen, vàng, xanh, bạc và một số màu khác. Xe hiện nay đang được phân phối với mức giá niêm yết là 2.690.000.000 đồng. Nếu lấy xe trong tháng này, anh chị sẽ được hỗ trợ 270.000.000 đồng tiền mặt. Gói gia hạn bảo hành từ 3 năm lên 5 năm và gói bảo dưỡng miễn phí trong vòng 3 năm. Mẫu xe này cũng đang được hỗ trợ vay lên đến 80% giá trị xe, do đó anh chị chỉ cần chuẩn bị khoảng 811.000.000 là có thể đưa xe về nhà. Trên đây là một số thông tin cơ bản về chương trình ưu đãi khuyến mãi trong tháng này của gia đình Volvo. Ngoài ra, để biết thêm thông tin chi tiết về từng mẫu xe, từng chương trình khuyến mãi, anh chị vui lòng liên hệ tới Hoàng thông qua số 0935 384 222. Đình Hoàng Volvo, an toàn, uy tín.